Nói đến khoa học, hẳn nhiều bạn sẽ nghĩ đó là một thế giới rất logic và chặt chẽ đúng không nào? Không, không hoàn toàn như vậy. Đúng là khoa học cần có sự logic trong lập luận và tư duy, tuy nhiên đôi khi trong đó vẫn tồn tại những hiện tượng phi logic mà mới đọc, mới tìm hiểu bạn sẽ chẳng thể nào hiểu nổi. Chẳng hạn như khủng long không chim nhưng lại chẳng dính dáng mấy đến chim. Chim là khủng long nhưng chúng lại thuộc về nhóm khủng long không thành lằn. Chúng ta có thể tạm gọi đó là những sự phi logic trong thế giới khoa học. Tuy nhiên, đó cũng không phải là những sự phi logic ngẫu nhiên mà đều có lý do đằng sau cả. Chúng là những di sản của quá khứ, phản ánh sự phát triển theo thời gian của khoa học, chứ không phải khoa học là sẽ đúng, sẽ chính xác ngay từ đầu. Ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về một sinh vật cổ đại có tên gọi hơi phức tạp và phi logic một chút. Khoa học gọi nó bằng cái tên có ý nghĩa là vua thần lằn, dân gian thì gọi nó là cá, nhưng phân loại chính xác của nó lại là động vật có vú. Vâng, đó chính là kẻ xuất hiện trong tiêu đề video ngày hôm nay, Basilosaurus. Tôi là Dinoman, phát thanh viên của hãng thông tấn khủng long cổ dài. Các bạn đã sẵn sàng chưa? Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Vào thập niên 1830, tại bang Louisiana ở Mỹ, sau khi một trận mưa lớn làm sạt lở một quả đồi có rất nhiều hóa thạch vỏ sò, các thợ săn hóa thạch đã phát hiện ra hóa thạch của những sinh vật cổ đại có kích thước khổng lồ, xếp thành một hàng dài lên đến cả 100 mét. Rất nhanh chóng, một số hóa thạch được khai quật đã được gửi đến một số nhà khoa học thuộc Hội Triết học Hoa Kỳ để phân tích, và họ suy luận rằng đây có thể là những gì còn lại của một quái vật biển có kích thước khủng khiếp. Nhưng không thể chỉ ra chính xác đó là loài vật nào, họ lại chuyển số hóa thạch này cho một nhà giải phẫu học tên là Richard Harlan. Dựa vào hiểu biết của mình thì Richard Harlan cho rằng một số hóa thạch có nét tương đồng với thần lằn của rắn Plesiosaurus, còn hộp sọ thì lại giống của Mosasaurus. Ông cũng đem so sánh chúng với đốt sống của khủng long như Megalosaurus và Iguanodon, từ đó kết luận rằng sinh vật từng sở hữu những đốt sống này lớn hơn đáng kể so với những cái tên khủng long trên, ít nhất là cũng phải dài từ 24 cho đến 30 mét. Kết luận rằng đây là hóa thạch của một loài bò sát khổng lồ, Richard Harlan đã đặt tên cho nó là Basilosaurus, có nghĩa là thần lằn vua. Dù vậy thì Harlan không quá tự tin với kết luận của mình, và ông đã đem các mẫu vật mà ông có trong tay, bao gồm răng, xương cánh tay và các mảnh xương sườn sang Anh để nhờ một người khác xác nhận lại. Lần này, cái tên có vẻ uy tín hơn, Richard Owen, người về sau đã đặt ra thuật ngữ dinosaur, tức khủng long trong tiếng Anh. Khi đó thì Owen đang là một nhà khoa học trẻ rất nổi danh tại xứ sở sương mù, và dù trẻ hơn Harlan, nhưng nhờ ngành cổ sinh tại Anh đã đi trước phần còn lại của thế giới từ sớm, nên Owen có thể đưa ra những nhận định chính xác hơn về mẫu vật mà Harlan mang đến. Owen nhận thấy răng hàm của mẫu vật này có hai chân răng, một đặc điểm không hề có ở răng của bò sát hay cá, đồng thời phức tạp và đa dạng hơn răng của bất kỳ bò sát nào được biết ở thời điểm đó, nên mẫu vật này chắc chắn phải là hóa thạch của một loài động vật có vú. Tiếp theo, ông chỉ ra chính xác mẫu vật này thuộc về một loài trong phân thứ bộ cá voi. Kết luận chưa chính xác duy nhất của Owen đó là ông cho rằng đây là một loài ăn thực vật, tương tự các loài trong bộ bò biển. Ông cũng quyết định đặt cho nó một danh pháp hai phần mới là Zeuglodon cetoides, có nghĩa là sinh vật giống cá voi có răng hình cái ếch, đề cập hình dạng răng giống cái ếch mà người ta vẫn thường trông lên cỏ của châu bò. Sau kết luận của Owen, người ta tiếp tục phát hiện một số hóa thạch nghi là cá voi cổ đại khác ở nhiều nơi trên thế giới. Và trong suốt một thời gian dài, cả hai danh pháp Zeuglodon và Basilosaurus đều được sử dụng như những danh pháp thùng rác, nơi người ta quăng tất cả những mẫu vật nghi là của cá voi cổ đại vào mà chưa cần, hay có lẽ là chưa thể xác định được chính xác chúng thuộc về chi và loài cụ thể nào. Có lẽ vì đây là giai đoạn mà người ta dành nhiều sự tập trung cho việc nghiên cứu bò sát cổ đại như khủng long hơn, nên việc nghiên cứu động vật có vú cổ đại không được chú ý bằng, và do đó mức độ tập trung nghiên cứu cũng thấp hơn. Hầu hết các danh pháp này sau khi được đánh giá lại đã không còn hợp lệ, các mẫu vật cũng được dùng để thành lập các chi mới với cách nghiên cứu và mô tả chi tiết hơn. Đến đầu thế kỷ 20, các nhà cổ sinh vật học phát hiện ra một trong những địa điểm quan trọng nhất để tìm hiểu về lịch sử tiến hóa của cá voi, Wadi Anhiten, dịch ra có nghĩa là thung lũng cá voi ở Ai Cập. Những hóa thạch cá voi cổ đại đầu tiên đã được tìm thấy tại đây vào năm 1902 với hàng trăm bộ xương đã được phát hiện, và khá nhiều trong số đó được gán cho Zeuglodon, tạo thành các loài mới như Zeuglodon Osiris, Zeuglodon Isis. Tuy nhiên, chỉ một trong số đó thuộc về cùng chi với mẫu định danh mà Richard Harlan và Richard Owen đã nghiên cứu, đó là Zeuglodon Isis. Còn Zeuglodon Osiris về sau được xác định thuộc về một chi khác, đó là Sagacetus Osiris. Nói về hai cái tên Basilosaurus và Zeuglodon thì là cả một câu chuyện thú vị. Trong lịch sử có một giai đoạn cả hai được sử dụng song song với nhau, nhưng cho đến nay thì Basilosaurus mới là danh pháp hợp lệ chính thức. Tại sao lại như vậy?
trong khi rõ ràng Owen đã xác định tương đối chính xác đây không phải là hóa thạch của một loài bò sát cổ đại, mà là một loài cá voi thuộc lớp động vật có vú. Xem một cách khách quan thì cái tên Zeuglodon sẽ hợp lý hơn là Bacillosaurus, bởi khi đọc đến cái tên Bacillosaurus, nếu bạn không tìm hiểu sâu hơn về nó thì hẳn sẽ nghĩ đây là một loài bò sát. Người đã đặt cái tên Bacillosaurus là Richard Harlan cũng đồng ý với quyết định đổi tên của Richard Owen, nhưng không biết vì vô tình hay cố ý, vì quen hay chỉ đơn giản là ông không muốn cái tên do mình đã đặt bị thay đổi, Harlan không bao giờ đưa ra đề nghị chính thức về việc đổi tên Bacillosaurus thành Zeuglodon. Và theo quy định của Bộ Danh pháp Động vật học quốc tế, chỉ có người đầu tiên mô tả sinh vật đó mới được quyền đổi tên nó. Owen dù gì cũng không phải là người mô tả khoa học đầu tiên của Bacillosaurus, dù ông là người mô tả chính xác hơn, vì thế quyền này hoàn toàn thuộc về Harlan. Do vậy, cuối cùng cái tên Bacillosaurus được giữ nguyên thay vì đổi thành Zeuglodon và được sử dụng cho đến tận ngày nay. Harlan mất năm 1842 và kể từ đó vĩnh viễn không còn ai có thể đổi tên Bacillosaurus được nữa, bất chấp việc đó là một cái tên không hề chính xác. Là một chi thuộc phân tử bộ cá voi, Bacillosaurus có thể xem là khá kỳ lạ so với những gì mà chúng ta biết về cá voi ngày nay, nhưng chính trong sự kỳ lạ đó lại ẩn chứa nhiều lời giải về những bí ẩn trong lịch sử tiến hóa của cá voi. Bacillosaurus có kích thước rất lớn, có thể coi là nằm trong số những động vật lớn nhất hành tinh trong giai đoạn 66 cho đến 15 triệu năm trước, tức là từ sau sự tuyệt chủng của khủng long cho đến khi cá voi hiện đại bắt đầu đạt đến kích thước khổng lồ của mình. Bacillosaurus cetoides có thể dài từ 17 cho đến 20 mét, trong khi Bacillosaurus ices nhỏ hơn cũng dài từ 15 cho đến 18 mét. Tuy có chiều dài gần tương đương với cá nhà táng hiện nay, tuy nhiên Bacillosaurus được ước tính có cân nặng nhẹ hơn khá nhiều, chỉ nặng từ 5 cho đến 6 tấn trở lên. Trong khi đó, cá nhà táng trưởng thành đã đến chiều dài tối đa là 16 mét, có thể nặng đến 30 hay thậm chí 40 tấn. Sở dĩ có sự chênh lệch lớn như vậy là do khác biệt về hình dạng cơ thể. Cơ thể của Bacillosaurus thiên về chiều dài và không được đô con như những loài cá voi khổng lồ thời hiện đại. Trong những bản phục dựng đầu tiên, Bacillosaurus từng được tái hiện với hình ảnh phần thân uốn lượn như những con rắn biển khổng lồ, chẳng hạn như phiên bản năm 1845, khi người ta hay ghép hai bộ xương Bacillosaurus lại với nhau để tạo thành bộ xương của một con quái vật mà họ gọi là Hydrachos. Bộ xương ghép này sau đó đã bị phá hủy trong trận đại hỏa hoạn ở Chicago vào năm 1871. Dù kiểu phục dựng trên đã lỗi thời thì khi nhìn vào các bản phục dựng hiện đại hơn, chúng ta vẫn thấy ấn tượng với chiều dài của Bacillosaurus. Hộp sọ của Bacillosaurus được cho là giống với các loài cá voi có răng ngày nay hơn là các loài cá voi tấm sừng hàm, nhất là ở cấu trúc bất đối xứng của hộp sọ. Tuy nhiên, chúng không có phần quả dưa, tiếng Anh gọi là melon, từ cấu trúc mỡ nằm ở trán của tất cả các loài cá voi có răng hiện đại. Do đó, có lẽ nó không có khả năng định vị tiếng vang tốt cũng như khả năng giao tiếp xã hội giống cá voi có răng hiện đại. Mặt khác thì chúng lại có ống tai ngoài lớn, không giống các loài cá voi hiện đại vốn có ống tai ngoài bị tiêu giảm mạnh, cho thấy chúng vẫn có chức năng nhất định. Một trong những điều đặc biệt nhất về Bacillosaurus đó là chúng vẫn có trí sau. Đúng vậy, một con Bacillosaurus dài 16m có thể sở hữu một đôi chân dài 35cm. Để so sánh thì một con T-Rex dài 12-13m có thể có đôi tay dài gần 1m, thì đôi chân dài 35cm trên một cơ thể dài đến 16m của Bacillosaurus trông còn dị hợm và kỳ cục hơn rất nhiều. Mặc dù bị gắn mác là một cơ quan vết tích, thậm chí còn không gắn với đốt sống chậu của Bacillosaurus và việc tham gia vào di chuyển của cặp chi này gần như là không thể. Tuy nhiên, một số nhà khoa học tin rằng chúng vẫn có công dụng nhất định trong việc giúp Bacillosaurus điều chỉnh cơ thể loang ngoằng của mình trong lúc giao lưu và kết hợp. Với cơ thể loang ngoằng, các đốt sống từ ngực cho đến đuôi có phần thân đốt sống kéo dài và chứa đầy tủy, dễ nổi. Bacillosaurus có lẽ không phải là một loài chuyên lặn sâu mà chủ yếu hoạt động gần mặt nước. Khi bơi thì lực đẩy sẽ được tạo bằng chuyển động theo chiều dọc của đuôi. Chúng sống ở những vùng biển nhiệt đới ấm áp của thế thủy tân đầy áp cỏ biển. Bacillosaurus có lẽ đã sống cùng những họ hàng của nó như Dorudon, Cynthiacetus, Bacillopterus hay chi bò biển nguyên thủy như Protosiren, rùa biển Pupicerus và nhiều loài cá mập. Bacillosaurus có thể là động vật săn mồi đầu bảng trong hệ sinh thái của nó, với thực đơn chính là cá và cá mập. Tuy nhiên, người ta cũng tìm thấy dấu răng của Bacillosaurus trên xương của những con Dorudon chưa trưởng thành, cho thấy nó có thể đã tấn công và ăn thịt những con non của chi cá voi họ hàng này. Chúng có thể mai phục tại vùng biển ở nơi ngày nay là Wadi Anhiten, nơi những con Dorudon mẹ đến để sinh nở và săn những con non. Những dấu mòn rõ nét trên răng của hóa thạch Bacillosaurus cho thấy nó đã nhai trước khi nuốt mồi, đồng thời họ cũng ước tính rằng lực cắn của Bacillosaurus khá mạnh, có thể tương đương các loài cá sấu hiện đại ngày nay, với lực cắn tối đa lên tới 16.400 Newton. Dữ liệu hóa thạch của Bacillosaurus bắt đầu xuất hiện trong các lớp đá có niên đại 41,3 triệu năm và kết thúc vào khoảng 33,9 triệu năm trước, trùng khớp với sự kiện tuyệt chủng cuối thế thủy tân. Không chỉ có Bacillosaurus, hầu hết các loài cá voi cổ đại khác cũng biến mất,
Nguyên nhân có thể là do sự biến đổi khí hậu đột ngột theo hướng lạnh hơn, hoạt động của núi lửa hoặc do những vụ va chạm của thiên thạch. Sau sự tuyệt chủng của Bacillosaurus và các loài cá voi cổ đại khác, một môi trường đại dương mới hình thành, tạo điều kiện cho sự phát triển và đa dạng hóa của các loài cá voi hiện đại. Bacillosaurus là cơ sở và cũng là chi điển hình để thành lập một họ cá voi cổ đại, có những đặc điểm tương đồng gọi là Bacillosauridae, do nhà cổ sinh vật học người Mỹ Edward Brinker Cope dựng lên vào năm 1868. Video ngày hôm nay đến đây là hết. Mê Khủng Long TV xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và các bạn. Nếu thấy video hay thì đừng quên tặng cho kênh một đăng ký và theo dõi để cập nhật video mới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo của Mê Khủng Long TV.